Phần 23, ngày 8 tháng 3, 1965, khi đơn vị đầu tiên của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ gồm 3.500 binh sĩ đổ bộ lên Đà Nẵng, nhiệm vụ chính của họ là để giữ an ninh cho phi trường Đà Nẵng. Thế rồi tướng Westmoreland đòi thêm quân và được Washington chấp thuận. Lúc đó các nhà lãnh đạo dân và quân sự mới bàn cãi đến vấn đề nhiệm vụ của Thủy quân lục chiến tại Việt Nam. Họ nên được sử dụng để đương đầu với quân chính quy Bắc Việt hay chỉ để giữ an ninh Đà Nẵng và các vùng duyên hải gọi là các cứ địa. Chiến lược dùng thủy quân lục chiến để chỉ phòng vệ các cứ địa được tướng Maxwell Taylor, lúc đó là đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, đề ra chủ trương giới hạn hoạt động của quân Mỹ vào việc phòng vệ vùng duyên hải nhằm hạn chế sự can thiệp và để giữ cho con số tổn thất nhân mạng của Mỹ ở mức độ thấp, đồng thời vẫn chứng tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ. Theo chiến lược này, quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ được trang bị và lãnh nhận trách nhiệm chính yếu tại chiến trường. Chiến lược này được tướng James Garvin cải thiện hồi 1966. Tướng Garvin cho rằng nếu Hoa Kỳ muốn bảo vệ toàn cõi miền Nam thì phải sử dụng rất nhiều quân và tiếp tục oanh tạc Bắc Việt. Sự can thiệp đại quy mô như vậy có thể sẽ lôi Trung Cộng vào vòng chiến. Garvin đề nghị quân đội Mỹ chỉ phòng vệ một số những cứ địa duyên hải, ngưng oanh tạc Bắc Việt và tìm giải pháp thương thuyết. Nếu kế hoạch Taylor được áp dụng thì đã có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa rất nhiều. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã được võ trang huấn luyện để đương đầu với quân Bắc Việt ở vùng cao nguyên và dọc khu giới tuyến. Như vậy, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đương nhiên trở thành lực lượng chiến đấu ngay từ những năm đầu của cuộc chiến. Có rất nhiều người ủng hộ chiến lược này, kể cả William Bundy, phụ tá tổng trưởng ngoại vụ, đặc trách về Viễn Đông vụ. Về phía Việt Nam có tướng Trần Văn Đôn và tướng Cao Văn Viên. Nhưng rủi ro thay, giới quân sự Mỹ thì lại muốn sử dụng quân đội của họ để đương đầu thẳng với quân Bắc Việt và Việt Cộng. Chiến lược điều quân này được các tướng Westmoreland, tư lệnh chiến trường, tướng Ernst Wheeler, tổng tham mưu trưởng liên quân, và tướng Harold Johnson, tham mưu trưởng lục quân hưởng ứng. Các tướng lãnh này cho rằng muốn chiến đấu hữu hiệu, người lính Mỹ phải biết quân địch ở chỗ nào. Năm 1964, khi mới được bổ nhiệm vào chức vụ tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân viện Hoa Kỳ tại Việt Nam, tướng Westmoreland tuyên bố, căn bản đề nghị của tôi là quân đội Hoa Kỳ phải được sử dụng trong những cuộc hành quân tấn công. Đứng trên phương diện chiến lược, nhiệm vụ chúng ta là bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa. Câu phương châm tấn công cho mạnh là cách phòng thủ tốt nhất. Phải được áp dụng tại Việt Nam cũng như nó đã được áp dụng tại các nơi khác trong suốt lịch sử chiến tranh. Để giải quyết vấn đề tranh chấp giữa hai bên, một buổi họp cao cấp được tổ chức tại Honolulu ngày 20 tháng 4 năm 65 để bàn định. Về phía dân sự có Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, John McNaughton, phụ tá tổng trưởng về an ninh quốc tế, và William Bundy, phụ tá bộ trưởng ngoại giao đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương. Về phía quân sự có mặt đại sứ Maxwell Taylor, tướng Westmoreland, tướng Wheeler và đô đốc Sharp, tư lệnh Thái Bình Dương. Nhóm này đề nghị với Tổng thống Johnson gửi thêm 82.000 quân sang Việt Nam, đóng ở vùng duyên hải. Thế rồi chưa đầy 2 tháng, sau nhiều cuộc thất trận của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở miền cao nguyên Trung Phần, vào ngày 13 tháng 6, Tổng thống Johnson chấp nhận đề nghị này. William Bundy gửi công điện cho đại sứ Taylor ở Sài Gòn để thông báo quyền hạn mới của tướng Westmoreland. Ông sẽ được quyền điều động quân đội Hoa Kỳ tùy theo tình hình đòi hỏi, theo lời yêu cầu của cấp chỉ huy hữu quyền Việt Nam Cộng Hòa và khi Bộ Tư lệnh Quân viện Hoa Kỳ nhận thấy cần thiết để tăng cường cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Công điện lịch sử này của Bundy đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc chiến và những cam kết mới của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Ảnh hưởng tức thời của quyết định này là dư luận Hoa Kỳ bắt đầu có phản ứng chống đối vì số thương vong của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam bắt đầu lên cao. Quyết định đó cho phép tướng Westmoreland điều động quân đội tác chiến ở miền Nam, chiến lược lùng và diệt địch được khai sinh từ đó. Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu nắm vai trò chủ động trong trận chiến, đi lùng những đơn vị lớn của địch để tấn công tiêu diệt. Chiến lược này đương nhiên làm giảm vai trò của quân đội Việt Nam Cộng Hòa
xuống hàng thứ yếu là chỉ để bảo vệ an ninh và chống du kích lẻ tẻ ở địa phương. Quân Hoa Kỳ đương đầu với lực lượng chủ lực của Bắc Việt ở Cao Nguyên, trong khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa giữ an ninh lãnh thổ ở vùng Duyên Hải, các thành thị và vùng châu thổ. Cho nên từ đó mới có chuyện khôi hài mỉa mai của người Mỹ đi lùng và diệt địch, trong khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa đi lùng và lấn địch. Chiến lược lùng và diệt địch lệ thuộc nặng nề vào sự di động bằng trực thăng và hỏa lực yểm trợ của đại pháo và phi cơ oanh tạc. Các đơn vị Việt Nam đôi khi được dự trận cùng với người Mỹ rất khâm phục lối đánh trận kiểu Mỹ này. Từ tướng lãnh tới binh sĩ học ngay được ba câu thần chú: trực thăng không yểm và hỏa lực. Công điện của Bundy lập tức gia tăng đà lệ thuộc của người Việt. Hễ có chuyện gì là các đơn vị trưởng chiến trường gọi ngay oanh tạc Mỹ tới để cứu nguy, và khi quân đội di chuyển thì cũng có đầy đủ trực thăng của Mỹ. Thái độ lệ thuộc này phát triển rất mau và kéo dài suốt cuộc chiến, rồi cuối cùng không bỏ được nữa. Khi triệt thoái khỏi Pleiku và Kông Tum, tướng Phú xin thêm trực thăng. Nhưng hơn một nửa số trực thăng đã bị tê liệt vì đã bị hư hỏng hoặc là bị bắn rơi, khiến quân của ông bị kẹt cứng trên trục lộ 7B. Ngoài ra, quyết định không thành lập bộ chỉ huy hỗn hợp Việt-Mỹ như ở Đại Hàn hay là Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cùng với lối phân nhiệm chiến lược này cũng đã thu gọn vai trò của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong nhiệm vụ an ninh lãnh thổ thụ động. Quân đội không có cơ hội phát triển khả năng tác chiến linh động để thay thế quân đội Hoa Kỳ khi họ rút lui. Kinh nghiệm chiến trường của người Việt đều rút tỉa từ kinh nghiệm của người Mỹ, di động bằng trực thăng, yểm trợ tiếp cận của không quân và hỏa lực vô tận. Đến khi Mỹ rút đi, quân đội chới với, không có chiến lược khác để thay thế, rồi đến khi quân viện bị cúp thì lại hết cả di động, tính lẫn hỏa lực. Chương trình Việt Nam hóa bắt đầu từ 1969 nhằm mục đích rút quân Hoa Kỳ ra khỏi chiến trường Việt Nam, đồng thời trang bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa để thay thế, ngõ hầu để, theo lời Nixon, tạo cho Việt Nam Cộng Hòa một cơ hội tạm đủ để tự cứu. Trước thời Nixon, một danh từ vụng về khác được dùng là giải kết vai trò Mỹ trong cuộc chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Melvin Laird là cha đẻ của kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh. Ông ta phổ thông hóa danh từ này hồi tháng 3 1969 khi nói tới chương trình canh tân quân đội Việt Nam Cộng Hòa trên căn bản thực tiễn do ông đề xướng. Ông Thiệu nói rằng từ đầu ông đã đả phá danh từ Việt Nam hóa chiến tranh. Ông cho rằng danh từ này có nghĩa là Mỹ đánh giặc, bây giờ Việt Nam mới đánh. Nó phủ nhận vai trò của Việt Nam Cộng Hòa trong trận chiến này. Người Việt như đi đánh giặc mướn thay vì chiến đấu để bảo vệ xứ sở của mình. Hồi năm 1950, người Pháp cũng đã dùng danh từ Việt Nam hóa chiến tranh để chỉ những nỗ lực của họ xây dựng chính quyền và quân đội quốc gia Việt Nam. Nhưng sau danh từ đó bị loại bỏ và thay thế bằng danh từ canh tân hóa. Ngày 15 tháng 11 năm 73, ông Thiệu công khai yêu cầu báo chí Việt ngữ không được dùng danh từ Việt Nam hóa chiến tranh nữa, vì không muốn để Bắc Việt có cớ tuyên truyền tố cáo Hoa Kỳ đã chuyển cuộc chiến đấu này sang tay bù nhìn đánh giặc mướn. Thiệu muốn dùng danh từ canh tân hóa hay trang bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng tiếng Việt Nam hóa chiến tranh đã quá thông dụng. Mặc dù sự hăng hái của Bộ trưởng La, phía Việt Nam cho rằng chương trình này đã bắt đầu quá trễ. Nếu chương trình Việt Nam hóa chiến tranh bắt đầu từ năm 65, thì quân đội Việt Nam đã có thể lợi dụng sự hiện diện của Hoa Kỳ để phát triển, sẵn sàng đảm nhiệm trách nhiệm phòng thủ miền Nam khi Hoa Kỳ rút đi. Nhưng chương trình này chỉ bắt đầu năm 69, trong khi đó thì quân đội Mỹ lại triệt thoái với nhịp độ quá nhanh, đến độ chỉ trong vòng hơn một năm trời mà quân đội Việt Nam đã phải huấn luyện và trang bị để lãnh hoàn toàn trách vụ trên. Erich von Marbert phê bình chương trình này như chuyện làm 9 người đàn bà có bầu cùng một lúc để có thể sinh ra một đứa trẻ trong một tháng. Ngay khi sự trang bị quân đội vừa có đôi chút tiến bộ thì Cộng sản lại mở trận tổng tấn công mùa xuân 72 nhằm tiêu diệt nỗ lực đó. Mặc dù từ cuối năm 1972, hai chương trình In Hand và In Hand Plus đổ gần 1 tỷ đô la quân dụng và võ khí vào miền Nam, nhưng chưa bao giờ Hoa Kỳ cung cấp
khả năng tiếp vận cho quân đội Việt Nam cả. Nhiệm vụ tối quan trọng nhưng phức tạp này bao gồm việc tồn trữ quân dụng, sửa chữa, phân phối, kiểm kê, chuyển vận khi tác chiến và nhất là quản trị và bảo trì quân dụng, bảo trì phi cơ hay là radar là cả một vấn đề. Khi người Hoa Kỳ còn ở Việt Nam, nhiệm vụ này do Bộ Tư lệnh Quân sự của họ đảm nhiệm với sự yểm trợ do khế ước với các công ty tư nhân Mỹ. Khi quân đội Hoa Kỳ triệt thoái, các công ty này cũng ra đi luôn. Chẳng hạn như công ty Pate Communication, chi nhánh của Northrop Corporation, bảo trì hệ thống radar và các hệ thống truyền tin khác. Vào mùa hè năm 1974, khi tình trạng quân dụng đã hư hỏng nhiều, Hưng điều đình với công ty Pate Communication để họ bảo trì radar và các phi cảng quân sự, nhưng chính phủ không có ngân khoản để trả họ, do đó phần lớn hệ thống radar ở cao nguyên và dọc theo duyên hải đã bất khả khiến dụng, kể cả các dàn radar đặt trên các chiến hạm nữa. Cũng trong mùa hè 1974, Hưng đi thăm một khu trục hạm hải quân ở Phú Quốc. Bề ngoài chiến hạm này trông còn có vẻ rất tốt, nhưng người hạm trưởng cho biết nó đã hỏng máy radar và anh ta có xin cơ phận để sửa từ 6 tháng nay mà không có. Đại tá Hải quân Phạm Gia Luật, chỉ huy trưởng lực lượng phòng vệ duyên hải vùng 4 chiến thuật phàn nàn. Chúng tôi như những chiếc thuyền nổi vậy, đạn dược hạn chế, dầu nhớt khan hiếm và không có radar. Tinh thần thủy thủ đoàn rất thấp, phần ăn kém cỏi đến độ khi rượt tàu của Cộng sản chạy về hướng hải phận Campuchia. Tôi đã phải nhắm mắt lại để lính cập tàu vào bờ, lùa một số bò lên tàu để nhậu. Kết quả thật sự của chương trình Việt Nam hóa chiến tranh, thay vì làm cho Việt Nam dần dần tự túc, lại làm cho ta lệ thuộc vào Mỹ nhiều hơn về tiếp liệu. Thí dụ như miền Nam đã không có khả năng sản xuất đạn dược. Hưng có lần hỏi Thiệu tại sao miền Nam không có xưởng làm đạn M16, nhưng ông nói người Mỹ nhất định cho rằng mang đạn từ Mỹ sang rẻ hơn. Khả năng tự túc cũng được tính theo kiểu lời lãi. Càng lệ thuộc bao nhiêu, khi họ buông tay ra, mình càng chóng chết bấy nhiêu. Năm 1974, quân đội Việt Nam tính ra có 127.000 món hàng phải xin tiếp liệu của Mỹ cho bộ binh, 129.000 món cho không quân và 62.000 cho hải quân. Hầu hết những món này lại đang ở trong tình trạng khan hiếm vì chiến tranh Do Thái. Nhịp độ chậm chạp của chương trình Việt Nam hóa chiến tranh đã đưa tới sự thiếu sót của việc thành lập một hệ thống tiếp vận cho Việt Nam. Trong thời chiến, quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại kém quân Bắc Việt về trang bị. Điển hình là khẩu tiểu liên xung phong AK-47 là trang bị tiêu chuẩn của người lính Bắc Việt. Mãi đến 1968, sau 3 năm kém cỏi về hỏa lực, người lính Việt Nam Cộng Hòa mới được trang bị M-16, là khẩu súng tương đương với AK-47. Một thí dụ khác là chiến xa M-48 và trọng pháo cơ động 175 ly được trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau khi Bắc Việt đã tung hoành với chiến xa T-54 và đại pháo 103 ly. Hỏa tiễn chống chiến xa chỉ được trang bị sau khi địch quân đã nhiều lần điều động chiến xa trên chiến trường. Tướng Nguyễn Duy Hinh, tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh giải thích, địch quân bao giờ cũng làm ta bất ngờ về sự chênh lệch về trang bị này. Bộ Tổng Tham mưu tìm cách xin trang bị cho hai sư đoàn bộ binh mới vì Việt Nam Cộng Hòa không còn quân trừ bị, lưu động trong khi Bắc Việt có 7 sư đoàn trừ bị có thể ném vào chiến trường miền Nam bất cứ lúc nào. Từ năm 1969 trở đi, Hoa Kỳ liên tục từ chối yêu cầu này. Bộ Tư lệnh Quân viện Hoa Kỳ tại Việt Nam khước từ đơn xin với lý do tốn kém. Thay vào đó, họ đề nghị tăng cường đơn vị địa phương quân và nghĩa quân cho đỡ tốn kém. Lý do chính vẫn là vì sự phân nhiệm lúc ban đầu. Quân Mỹ đương đầu với quân chính quy Bắc Việt, trong khi quân Việt chỉ bảo vệ an ninh lãnh thổ và bình định, nên không cần võ trang tối tân. Khi quân Mỹ rút đi, Việt Nam Cộng Hòa chỉ có 2 sư đoàn tổng trừ bị là Dù và Thủy quân Lục chiến. Cả hai đều bị cầm chân ở phía Bắc để phòng thủ khu giới tuyến và vùng 1 chiến thuật. Tháng 4 1972, ông Thiệu chỉ thị cho Hưng đề nghị với Hoa Kỳ xin thành lập 2 sư đoàn mới. Anh đi gặp các viên chức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Khi quân đội Hoa Kỳ còn ở Việt Nam, thì câu trả lời là các anh không cần đến 2 sư đoàn đó. Khi họ rút đi rồi thì câu trả lời là
việc đó quá tốn kém. Vì vậy, khi Bắc Việt mang thêm 7 sư đoàn trừ bị vô để mở cuộc tổng tấn công 1975, thì cán cân lực lượng đã quá chênh lệch. Chương trình Việt Nam hóa chiến tranh còn tạo ra một vấn đề về tổ chức cơ cấu nữa. Trước kia, cơ quan Bộ Tư lệnh Quân viện Hoa Kỳ tại Việt Nam, gọi tắt là MACV, hùng hậu, với hơn 6.000 nhân viên điều hành, là đầu não của cả hệ thống chỉ huy, kiểm soát, phối hợp và điều quân với các phương tiện tình báo tối tân, thiết kế và tiếp vận tinh vi. Cả hệ thống nhân viên và điện toán này đã biến mất sau Hiệp định Paris. Cơ quan DAO thay thế MACV chỉ để phối hợp nhu cầu viện trợ mà thôi. Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đúng ra là phải thay thế MACV để làm những công việc đó. Nhưng một đảng thì không có phương tiện, một đảng lại vẫn thụ động như xưa, nên không thích nghi được với hoàn cảnh mới. Bộ Tổng tham mưu vì không có kinh nghiệm thiết kế, nên vấn đề điều hành cũng không có gì thay đổi khác lúc MACV còn hoạt động. Quyền hành quân nằm trong tay 4 tướng vùng và không được phối hợp từ Trung ương. Mùa hè 1973, Hưng đi thăm Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, được Đô đốc Noel Gaylor thuyết trình về tổ chức này. Anh biết rõ và khâm phục cách tổ chức của họ trong phòng tình hình. Các biểu đồ trình bày rõ ràng tổ chức và tình trạng các lực lượng ở Việt Nam. Đô đốc Gaylor chỉ trên tấm bản đồ khổng lồ căng trên tường những căn cứ quân sự Bắc Việt và những nơi tập trung quân của họ cả ở Bắc lẫn Nam. Hưng nhận thấy người Mỹ vẫn còn nhật tu tình hình và Gaylor cho biết họ vẫn còn theo dõi ráo riết các hoạt động quân sự của Bắc Việt. Hưng nói, tôi chắc là Bộ Tổng tham mưu của chúng tôi cũng có hệ thống để theo dõi địch quân và phối hợp những hoạt động quân sự hàng ngày với các chỉ huy trưởng chiến trường. Gaylor mỉm cười và đồng ý. Lúc đầu Hưng tránh tham dự vấn đề thiết kế quân sự, tưởng rằng các tướng lãnh Việt Nam cũng đang tiến tới tự túc tự cường về quân sự. Nhưng anh đã lầm. Trên thực tế, mỗi vị tư lệnh vùng là một hòn đảo và ông Thiệu giữ đường dây liên lạc với họ. Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa không có guồng máy hữu hiệu để điều khiển chiến tranh. Đó chỉ là một cơ quan hành chánh do một ông phụ tá tổng trưởng điều khiển. Chức tổng trưởng quốc phòng do Thủ tướng Khiêm giữ. Thoạt đầu, Hưng có cảm tưởng rất tốt đối với Đại tướng Viên. Ông có vẻ chân thật, lại là người yêu nước, tận tụy với công vụ và đã liều mạng trung thành với Tổng thống Diệm trong những năm 60 cho đến phút chót. Ông trông người tráng kiện và có dáng dấp chỉ huy. Lúc nào Hưng cũng tưởng tướng Viên và bộ tham mưu của ông kiểm soát được mọi vấn đề quân sự. Mỗi khi thấy hàng rào dây kẽm gai chắn ngang đại lộ Công Lý để xe của tướng Viên chạy vô dinh, Hưng lại thấy người lên tinh thần. Mỗi khi thấy hàng xe jeep đậu dưới rặng me cao ở trước Dinh Độc Lập, Hưng cho rằng các vị chỉ huy đang thảo luận những vấn đề quân sự cao xa ngoài tầm hiểu biết của mình. Cho mãi đến cuối năm 1974 và đầu năm 1975, khi Hưng dự những buổi họp quân sự để ghi chép cho ông Thiệu, anh mới nhận ra rằng Đại tướng Viên đôi khi trả lời ông Thiệu một cách lờ mờ và có vẻ như không nắm vững tình hình. Thế nhưng, trong tập hồi ký, Đại tướng Viên lại đi đến kết luận là ông Thiệu đã quyết định lấy một mình và Bộ Tổng tham mưu chỉ đóng vai trò cố vấn theo như hiến pháp. Hưng bắt đầu lo ngại vì thấy các nhà lãnh đạo quân sự không có nghiên cứu kỹ càng hoặc có kế hoạch rõ ràng do Trung ương thực hiện, theo dõi và điều hành. Theo tướng trưởng, thì mỗi khi lấy quyết định quân sự, ông Thiệu thường quay sang Đại tướng Viên và hỏi, Đại tướng nghĩ sao? Chỉ khi Đại tướng Viên gật đầu và tán đồng, thì ông Thiệu mới quyết định. Mặc dù với tất cả những yếu điểm trên, trong năm 1973, quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng đã chiến đấu một cách khả quan với hy vọng có thể vượt qua được những khó khăn của chương trình Việt Nam hóa chiến tranh. Ngay tới mùa xuân 1974, việc phòng thủ miền Nam cũng đã tiến hành một cách tốt đẹp. Lý do chính của sự thành công đó là sự viện trợ Hoa Kỳ tuy đã bị giảm sút nhưng vẫn còn tiếp tục và các căn cứ tiếp liệu của Bắc Việt ở Campuchia đã bị oanh tạc liên miên cho mãi đến tháng 8 1973. Trong năm 1973 có 3 trận tấn công lớn của Bắc Việt. Mục đích của những cuộc tấn công này
là để giữ an ninh cho những ngã xâm nhập, các đường dây tiếp vận yểm trợ cho cuộc tấn công đại quy mô vào miền Nam. Trong mỗi trận đánh đó, các sư đoàn Việt Nam đều chiến đấu hăng say và đẩy lui được địch quân. Quan điểm chung là khi chạm trán nhau, sư đoàn với sư đoàn, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn có thể cầm chân được quân Bắc Việt nếu có hỏa lực và di động tính. Dù đã lập được nhiều chiến công, quân đội cũng đã phải gánh chịu một mức tổn thất hết sức nặng nề. Tới tháng 6 1974, số tổn thất này đã lên tới 160.000 người, trong đó có 42.000 tử thương, 109.000 trọng thương và 10.000 mất tích. Mức này rất cao khi so sánh với số tổn thất trong những năm trước. Trong khoảng 1965-1967, khi quân đội Hoa Kỳ còn chiến đấu, số tổn thất của Việt Nam Cộng Hòa trung bình chỉ có 17.000 một năm. Trong những năm Việt Nam hóa chiến tranh, số đó tăng lên 76.000 một năm. Trừ năm 1972, vì cuộc chiến mùa hè đỏ lửa, tổn thất đã lên tới 150.000 người. Thế mà mức độ này vẫn còn thấp hơn là mức thiệt hại của những năm hòa bình danh dự 1973-1974. Với nền kinh tế bị suy sụp, với tổ chức quốc phòng lỏng lẻo và với mức chiến tranh càng ngày càng gia tăng, trước mức quân viện và kinh viện ngày một sụt giảm, tình hình chính trị lại bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn của chống đối và bất an bắt đầu từ mùa hè 1974. Tất cả những yếu tố đó đã đưa tới một cơn khủng hoảng, dường như báo hiệu giờ phút chót của khoảng thời gian coi được đã gần kề. Như một giấc mơ, vào lúc đêm đình chiến 27 tháng Giêng 1973, 6 chiếc tàu chở đầy đạn dược đang thuận buồm xuôi gió trên Thái Bình Dương tiến vào hải phận Việt Nam, bỗng được lệnh quay trở về Hoa Kỳ. Số đạn dược dự trữ kể như vẫn còn tồn kho theo sổ sách cũ, nhưng thật ra đã không tới nơi. Thế là 55.000 tấn đạn vô cùng cần thiết cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị mất đi một cách quá máy móc. Bí mật này do tướng Murray tiết lộ, cho tới nay cũng ít ai hay. Thế rồi ngày 19 tháng 12 năm 1973, tướng Murray lại nhận được công điện từ Bộ Quốc phòng cho hay Quốc hội sẽ cắt rất nhiều viện trợ cho Đông Dương cho 6 tháng còn lại của tài khóa 1974. Tài khóa này chấm dứt ngày 30 tháng 6 năm 1974. Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu tướng Murray đề nghị những chương trình nào phải cắt giảm để phù hợp với ngân khoản mới. Đồng thời, Bộ Lục quân chẳng đợi Quốc phòng hành động, đã bắt đầu cắt ngay ngân sách điều hành và bảo trì cho Việt Nam trong cả tài khóa 1974. Họ muốn dùng ngân khoản này cho những mục tiêu khác. Lúc đó, chiến tranh Do Thái - Ai Cập đang tiến diễn. Tài nguyên của quốc phòng cần phải dồn về Trung Đông. Khi tướng Murray nhận được tin này, ông báo ngay cho đại sứ Martin và nhờ ông đại sứ thông báo cho phía Việt Nam biết. Nhưng Martin không bằng lòng, bảo Murray phải giữ kín tin này vì nó có thể gây ra nhiều sao động về mặt chính trị. Ngày 26 tháng 12, đại sứ Martin kêu gọi trực tiếp Tòa Bạch Ốc can thiệp về việc cắt giảm này. Quốc hội đã cắt ngân khoản từ 1.126 triệu xuống còn 900 triệu Mỹ Kim. Ông Martin trình xin giữ ngân khoản cũ và còn xin thêm 494 triệu. Tổng số ngân khoản đề nghị là 1.620 triệu. Theo ông, đó là mức viện trợ khả dĩ, giữ đúng lời cam kết của Hoa Kỳ. Trong đơn xin này, ông Martin đã khôn khéo dùng lời lẽ nhắc tới những cam kết và hứa hẹn của Hoa Kỳ cùng chi tiết về cách sử dụng ngân khoản. Trong khi Washington cân nhắc những con số, tướng Murray bắt đầu báo động cho phía Việt Nam biết từ đầu tháng Giêng 1974 là phải tiết kiệm đồ tiếp liệu, nhất là đạn dược. Murray họp với các tướng Cao Văn Viên và Đồng Văn Khuyển, tổng tham mưu phó tiếp vận về vấn đề này, và tuy không đi vào chi tiết, nhưng Murray cũng muốn cho phía Việt Nam nhận thức được sự cắt giảm. Từ trước đến nay, ông vẫn nói với Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là các ông sẽ được tiếp tế đầy đủ như chúng tôi đã hứa và sẽ nhận được quân dụng theo tinh thần một đối một của Hiệp định Paris. Tướng Murray phàn nàn, từ trước đến nay chẳng ai nói cho tôi hoặc là Tổng thống Thiệu hay là Đại tướng Viên biết về chuyện cắt ngân khoản này. Tôi đã hứa rồi, bây giờ nói lại thật sự là một sự đau khổ.
ngày 13 tháng 2 1974, Đại tướng Viên ra lệnh hạn chế việc sử dụng vũ khí các loại. Vì từ lúc gửi đơn xin đến lúc nhận được viện trợ phải mất một thời gian là 4 tháng, nên nguồn tiếp liệu đã cạn khô trước tháng 4. Từ đó, hệ thống tiếp vận này không bao giờ hồi sinh nữa. Đơn xin tiếp liệu từ các quân khu gửi về Tổng tham mưu càng ngày càng nhiều, gồm những thứ khan hiếm khẩn cấp như đạn dược, tiếp liệu quân y và ngân khoản nuôi ăn binh sĩ. Người lính bộ binh thường vẫn mang 6 lựu đạn, bây giờ chỉ được phát có 2 cái. Súng cối và trọng pháo bảo vệ tiền đồn chỉ được phát 4 quả đạn mỗi ngày, và mọi cuộc pháo kích khuấy rối địch quân đều phải ngưng để tiết kiệm đạn dược. Nửa số thiết giáp xa bị nằm ụ, 20% phi cơ không bay được. Lối đánh nhau kiểu Mỹ đem hỏa lực độ cho thân người, không thể đem dùng được nữa. Vào khoảng mùa xuân 1974, phía Việt Nam nhận thấy rằng máu người Việt Nam đã thay thế cho đạn dược của Mỹ. Tỷ số thương vong nhảy giọt tính đến cuối tháng 6 1974, trong giai đoạn Bắc Việt tăng ra vi phạm lệnh ngưng chiến, con số tử thương lên đến 19.000 và bị thương 70.000. Tiếp liệu quân y bị hạn chế đến nỗi băng buộc vết thương, nhiều khi phải giặt đi dùng lại. Những cuộc bàn cãi ở Quốc hội Hoa Kỳ về việc cắt giảm ngân khoản và tình trạng khan hiếm đạn dược ở chiến trường đã có ảnh hưởng tức thời tới tinh thần quân sĩ. Việt Cộng gia tăng nhịp độ tuyên truyền và cố chứng tỏ cho binh sĩ địa phương và dân chúng biết rằng lực lượng chính phủ không còn đủ đạn dược để chiến đấu nữa. Cộng sản mở những cuộc tấn công thăm dò kéo dài nhiều ngày để dân làng thấy rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa thiếu đạn dược. Những toán tuyên truyền và sách động Việt Cộng gieo tin đồn ở chợ rằng giếng nước đã bị bỏ thuốc độc và quân đội Việt Nam Cộng Hòa sắp rút lui. Cán bộ Việt Cộng còn xâm nhập vào trại gia binh kêu gọi bỏ đồn bót. Việt Cộng cũng giả dạng cả thầy bói và sư vãi, gieo tin thiên tai và coi đó là điềm báo trước sự sụp đổ của miền Nam. Trong cuốn hồi ký, tướng Viên kết luận rằng trong những năm 1974-1975, người lính Việt Nam Cộng Hòa ra trận mà lòng lo sợ rằng đạn không tiếp tế kịp, và nếu bị thương thì sự tái thương sẽ chậm trễ hơn. Thời vàng son tiếp liệu thừa thãi và trực thăng vận mau lẹ đã qua rồi. Việc cắt viện trợ quá nhiều và quá đột ngột đã tiêu hủy mọi cơ hội thành công và làm cho dân chúng cũng như quân đội miền Nam hốt hoảng, đồng thời khuyến khích Cộng sản gia tăng nhịp độ thanh toán miền Nam bằng võ lực. Năm 1974 là năm định đoạt cuộc chiến ở Việt Nam. Vào cuối năm 1973, Tổng thống Thiệu nhận ra rằng Quốc hội Hoa Kỳ đã chán ngấy chiến tranh rồi. Những lời hứa hẹn của Hoa Kỳ để dụ ông ký vào bản Hiệp định Paris và bản tuyên cáo tháng 6 khó lòng mà chuộc lại được. Đến tháng 4 1974 thì tình hình tiếp liệu đã khá nguy ngập. Do sự khuyến khích của Martin, ông Thiệu cử tướng Viên sang gặp Tổng trưởng Quốc phòng James Schlesinger để nhờ ông này giúp đỡ xin tăng viện. Martin cho rằng lời hứa hẹn của Nixon ở San Clemente vẫn còn giá trị và ông Thiệu có thể trình bày thẳng với Schlesinger để ông này ủng hộ. Thiệu nghĩ rằng vai trò của tướng Viên sẽ thích hợp ở Ngũ Giác Đài vì sự liên hệ lâu năm với các tướng lãnh Hoa Kỳ. Ông Viên nhờ Murray giúp trong vấn đề thủ tục xin tiếp viện. Hai người chuẩn bị một danh sách quân dụng, trọng pháo 105 ly và 155 ly, đạn dược, dụng cụ truyền tin và ngân khoản để duy trì khả năng chiến đấu cho quân miền Nam. Sau đó, Murray đánh điện về bộ để xin gặp Schlesinger kèm theo cái danh sách quân dụng mà Việt Nam Cộng Hòa mong muốn. Thay vì trả lời cho Murray hay rằng ông sẽ làm gì để xin tiếp viện, Schlesinger lại cho tướng John Wickham, phụ tá quân sự của ông, đánh điện sang Sài Gòn yêu cầu Murray cho biết phải trả lời đơn xin của Việt Nam ra sao. Murray thuộc loại nửa quân nhân nửa thư lại, nhân cơ hội này bèn nói cho phía Việt Nam biết rằng đại sứ Martin đã không thiết thực chút nào khi khuyến khích ông Thiệu xin thêm viện trợ. Murray đánh ngay điện về Washington đề nghị Schlesinger trả lời tướng Viên rằng tình hình chiến trường đã sáng sủa, do đó không cần quân dụng mới, nhất là khi Quốc hội đã hạn chế việc này. Ông tướng đi hàng hai này cho rằng mình đã hiểu rõ tình hình hơn đại sứ Martin, và câu trả lời đó là cách tốt nhất
để thuyết phục phía Việt Nam là viễn tượng tăng viện rất mong manh. Khi hai tướng Murray và Cao Văn Viên tới Washington và đến Bộ Quốc phòng, Murray gặp Wickham và được Wickham cho biết đề nghị của Murray đã được trình lên Schlesinger rồi. Trước đó tướng Viên đã đến gặp tướng Abram, lúc đó là tham mưu trưởng lục quân. Abram cho biết vấn đề viện trợ khó khăn không phải do Ngũ Giác Đài mà là do Quốc hội. Sau đó tướng Viên vào gặp Tổng trưởng Quốc phòng và trình bày nhu cầu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước 30 sĩ quan cao cấp, kể cả các tướng lãnh thuộc Bộ Tham mưu Liên quân. Schlesinger ngồi dựa lưng vào ghế, thở khói thuốc pip nặng nề và trình bày quan điểm do Murray đã soạn trước. Ông ta hứa ủng hộ tướng Viên, nhưng giải thích quyết định cuối cùng là do Quốc hội. Sau buổi họp, Schlesinger hỏi Murray, ông thấy cách tôi trả lời có được không? Murray đáp, thưa ông Tổng trưởng, được lắm. Về tới khách sạn, ông Viên tỏ vẻ bối rối và tâm sự với Murray rằng ông ta không hiểu ông Tổng trưởng muốn nói gì. Ông ấy nói tiếng Anh khó hiểu quá và bây giờ tôi phải phúc trình với Tổng thống Thiệu ngay. Murray móc túi lấy ra bản sao những câu trả lời mà ông ta đã soạn trước cho Schlesinger rồi đưa cho ông Viên. Tướng Viên cảm ơn rối rít, ghi chép và phúc trình cho Tổng thống Thiệu. Các bạn vừa nghe xong phần 23. Thiên Hoàng xin gặp lại các bạn trong phần 24.